To đấy. Anh nhìn thấy mặt anh đâu? To thành người cá. To không? Đấy, đặt con này trên miệng xô to à. Thế. Đấy, mọi người, đây. Đây con này. Con này hôm nay à? To không? Con này mới là to này. Quăng được phát. Đây. To nhỉ? Ấy. Ôi giời, con này to gần bằng cái xô này. Cả khả năng nó cứ dần dần thằng này cái to. To thế. Giờ thế à? Ui, lặng rồi đấy. Đây, mọi người đã được 2 số cá rồi nhá. Đây một xô này. Đấy. Đây một xô luôn. Đây, xô đây. Con cá rất to à. Cái xô kia nó ít thế. Để cá này vào đây cho nó đấy. Đây này, đây có con cá giòn bẻ đây. Rất là to à nhá. Đấy, 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 nó phì như con điên. Đấy, thỏ nó xuống ruộng đấy. Ui dồi. Rất to à, này, mọi người. Đấy, cho nó xuống ruộng đấy. Bên đây để anh em kết thúc quăng nhá. Đấy. Ui, toàn rô phi không à? Ui, ui mẹ rô phi này. Đấy, đừng có rô phi rồi. Thế hai con này là này. Đi nhau. Cái này chờ rô phi luôn, cả lên trên kia nó luôn. Cái này nước tĩnh. Cái này cá rô phi nó không ăn. Cá này về kho mà làm sao mà nó đánh 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 nữa nhỉ? Con giết kìa, con giết kìa. Đừng, cá này chỉ kho thột 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 xẹt ấy, ăn nó mới ngon. Cứ còn đẹp hết. Khô ạ. Giết này mình tùy này. Bây giờ ăn cháu kia ở đây thôi này. Con này nhỏ à, ăn sốc. Con này quá nhỏ à, thả sốc. Tiếp tục. Người ta như ngoe đi. Và chỗ cái. Cá như đi bờ đấy. Này thế thôi. Nhưng mà tí nữa đây cái người ra đây. Cầu cái này được đẩy xô đấy. Anh em cứ chẳng thoải mái. Ui. Ui. Dạo nhìn đi. Ao xô nước cả côn trẻ cá. Ui giời, ui giời, em mỡ đồ phi. Cái này mà nhiều về. Có lần là mấy con này không cần nhiều. Còn có to. Cái mà mấy con như con vừa lấy trời. Này mà cái này nó ngon ngon quá. Con vừa lấy thôi vì nó mới làm vô địch. Cái này một thằng mà gì, nhà sốt cà chua nên là một con trong bữa cơm đấy chị. Một con miếng thịt ba chỉ trong con. Ăn miếng thịt ba chỉ không nó thấy ngon rồi. Vậy. Đây làm cái gì? Con bé thế. Nặng cao đi không à. Rồi bé áo làm đứng. Mẹ lấy áo làm
mà vỏ bọc. Giọng để nó thích. Nhà khi đánh cá này ngày 1 triệu bạc. Đây miên cho lão bán. Còn con sái toàn những cái thằng mà không biết quăng chải, nó bỏ tao này thì quăng tím một chỗ. Tròn vuông tam giác, tròn vuông. Quăng vào bắt đầu nhảy xuống tóm. Con này là con bé thôi. Cần thế đâu, không cần nhiều. Con bé này thả, không xinh. Bé quá. Ô kìa, ô kìa. Ôi, tắt rồi đó. Tao. Mình chơi con kia cho mình xem. Cái này phải chứ mà, cái này à? Cái này phải chứ mà. Có gì ạ? Phóng sinh đi, phóng sinh, phóng sinh. Nhưng mà nó chẳng ăn chứ ạ? Còn nhọc. Vè xuống. Vẫn có cá. Ui chúng lại sâu đấy. Cầu. Cầu không cầu, bên này sâu bên kia sẽ lông. Ừ đấy. Bên này bên kia lông bên này sâu nó lở thế. Nó chảy nó chảy vòng mà chỗ này nó chảy vòng. Như thế mà vẫn có cá. Chắc con cá vừa đấy thả xuống này. Canh không lấy thịt ra bắt đầu canh bánh đa ấy, xào ra nhà bà Chi làm mít bánh đa, xào gừng cái này ấy đấy. Còn Giang Văn Thái làm cái bánh đa phở ấy, nó rắn hơn, nó dai hơn. Tiếp tục, tiếp tục. Hello bà con nhá. Hello. Đây anh em, mấy anh em đang rủ nhau đi chài lưới. Ôi đấy, nay quăng rồi. Đâu?
33 đâu? Điêu toàn chém gió à, 33 đâu? Con này nhiều cá này mọi người. Thoát nhiều thì nó mắc. Quá lắm kìa. Thành con chán à? Chán à? Thì có 22 xô để ăn hết cái bùi. Chơi nó vui. Đi quăng đi vui. Đấy, rất to à? Rất to nhá. Đây một xô cá này. Đây mọi người. Bảo vệ cho em xin toàn nhá. Cùi cho anh. Cùi cho anh. Không đáng bao tiền nhưng mà. Cùi cho anh. Cùi cho anh. Cô ăn không hết thì em cũng lúc nào cũng có cái đồ gọi là mất đi rồi, cũng là nó phép. Đấy. Đấy. Chài cá. Ao sâu nước cả khôn chài cá. Đây cái chỗ góc này, dầu rách rồi. Ra bên kia đi. Đây góc này này, chỗ này nước chảy chảy xuống này. Ui. Này với đầy cá này. Lôi thế. Cả nó cứ quăng đi. Mà vẫn đi, nó quăng cá mà quăng vài hạt nữa cho đầy đi. Không vài hạt nữa cho đầy. Đang nhập về mổ cái tối. Ui. Cả con cá vô quê. To à. À quăng đấy, ông nào bơi. Cái tổ đấy. Khò cá khò kia. Tí về anh mở cái lửa nhá. Hả? Mở anh mở lửa nhá. Rồi đất đi bỏ 1-2 con vào kho thì khác gì mới nốt inox. Cái nồi đất nó phải kho thật nhiều. Ừ, nó phải rắn. Ăn thì mẹ mà một tuần luôn. Đã toàn cá này. Mẹ đó. Cá thì cá kho thì sợ đất đất sợ thiêu. Mang cá đi. Rồi, hãy quay sang bên này à. Qua thì ra mình vào kia ấy, con cá kia đây. Rồi ngay con cá mặt. Cá toàn bẻ thôi. Cá đầy xô đâu? Về. Tiếc thì chẳng. Còn quảng mái mới được.